Xin chào cả nhà nha. Hôm nay An giới thiệu tới cả nhà sản phẩm mới, đó là viên uống trắng da Beauty Love nha mọi người. Hàng bao chính hãng 100% nha mọi người. Viên uống trắng da Beauty Love. Viên uống trắng da Beauty này á, nó ok hơn cái Beauty 99 hồi trước nha mọi người. Cái độ trắng của nó, cái độ tốt gấp 3 lần hơn nha. Beauty 99 là không bằng cái Beauty Love này đâu nha mọi người nha. Hàng bao chính hãng 100%. Mọi người yên tâm mà sử dụng nha mọi người. Viên uống trắng da Beauty Love bổ sung collagen và các chất để chống oxy hóa cho cái làn da của mình và hỗ trợ tăng cái độ ẩm cho cái làn da của mình, tăng cái đàn hồi của da, điều trị nám, tàn nhang, mụn, trắng da. Những cái chị em mà bị nám nè, bị tàn nhang nè, da sạm nè, mình nên sử dụng sản phẩm Beauty Love này nha mọi người. Một hộp là 60 viên ha mọi người ha, mình dùng được một tháng. Một hộp là 60 viên, còn đây là cái hũ chiết cho mọi người dùng khi mà mọi người đi đâu 5 ngày, 10 ngày á. Mọi người không cần phải cầm nguyên chai như thế này đâu, mọi người có thể chiết ra đây. Mình xách như gì mình đi cho nó gọn ha mọi người. Rất là sang chảnh, rất là đẹp nha. Hàng bao chính hãng luôn, mọi người đến shop mua một sản phẩm vẫn được giá sỉ. Đây là hướng dẫn sử dụng ha. Còn đây là phiếu cam kết của công ty, nếu như phát hiện thành phần gây hại, công ty sẽ đền 100 triệu đồng cho mọi người nha. Phiếu cam kết của công ty an toàn 100%. Viên uống trắng da Beauty Love. Hàng bao chính hãng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nè.